Hello, chào mừng quay trở lại với channel Võ Tùng và đến với giáo án đường trên của Sao Cho Mừng. Ngày hôm nay sẽ là một giáo án mới, giáo án mà Sao Cho Mừng sẽ test con trăn đầu đi top, một giáo án siêu đẩy lẻ với tam hợp kiếm cùng với bố tiến công tại phiên bản 13.11 và để xem cái giáo án trăn đầu siêu đẩy lẻ của Sao Cho Mừng có gì đặc biệt nha. Let's go. Ok, vào game đấu ha. Đây là một game đấu với mức rank thực ra là khá thấp. Nên là Sao Cho Mừng tiện đường thì test giáo án luôn. Game này thì anh em xem vui vẻ giải trí thôi nhá. Nó cũng không phải là một giáo án ở mức rank cao nên là nó không mang giá trị về mặt sức mạnh con tướng để anh em có thể tham khảo. Chỉ xem chơi cho vui thôi. Hôm nay chủ nhật thì làm mấy cái giáo án vui vẻ thôi ha. Cấp 1 mua kiếm Doran có một bình máu rồi. Và khởi đầu kỹ năng thì chắc là khởi đầu bằng Quy đánh cùng với Illaoi nha anh em nhé. Illaoi thì nó là con tướng không mạnh ở tầm 3 level đầu. Nhưng mà từ level 3 đến level 4, level 5 gì đó trở đi thì nó khá là khỏe. Con săn đồ này thì nó là con tướng chất tướng khá là ù lì khu vực đứng trên. Dam thì chỉ có một kỹ năng gây dam, đó là cái Quy ở trong khoảng thời gian ban đầu mà thôi. W tăng tốc độ đánh, còn E thì là một hiệu khống chế cũng không phải là dễ dùng. Muốn dùng hiệu quả cũng phải căn ke các góc các kiểu, nó thật sự rất là hay đấy anh em nhé. Chỉ có đam quy thôi, nhưng mà được cái là cái đam quy này thì nó lại khá dâm. Tức là một kỹ năng vừa tăng sát thương tay cho Trundle, vừa lấy sát thương tay của đường trên đối phương. Những cái đầu thì con Trundle này solo khỏe lắm. Chỉ là level 3, level 4 trở đi thì lúc đấy chất tướng nó hơi ù lì thôi. Thấy Illaoi rồi, cấp 1 Illaoi nâng Quy. Ok, Quy xịt ha. Tôi gõ vào đầu mày luôn, bây giờ gõ như mày gõ luôn, giáp cốt cũng bóc luôn anh em ơi. 107 đam tay. Cấp 1 107 đam tay với thiếu cắn Quy úp tới 20 sát thương vật lý. Và lấy của đối phương 10 sát thương vật lý. Cấp 1 bóc giáp cốt đối phương mà vẫn còn win chase anh em ạ. Hát chưa phá luôn cả nội tại rồi. Tiếp tục phá nội tại tiếp. Rồi sao? PK với Quy chân đồ cấp 1. Lấy gì PK? Illaoi mô bình và đang phải đứng núp trong trụ trả Quy với Illaoi. Sao Cho Mừng đang có định chặn lính để khiến cho Illaoi bị mất kinh nghiệm lính anh em nhá. Illaoi lúc này đã mất ít nhất là một con rồi. Không biết có đón được con thứ hai hay không. Con thứ ba này thì đón được. Chỉ là một tình huống cố gắng ép kinh nghiệm đối phương mà thôi. Với con chân đồ này thì farm cũng không phải là quá khó. Đam tay cực kỳ to rồi. Có Quy để mix đam nữa. Nhưng mà để tấn công đối phương thì nó quá tù anh em à. Sao Cho Mừng lát hết kiểu gì thế này? Để tấn công đối phương có một cái Quy thôi. Không làm được gì cả. Đối phương đứng giữ vị trí thì cũng hơi khó tấn công. Một pha cắn Quy lấy máu bóc giáp cốt tiếp. Và Illaoi vừa rồi thì 82 đam tay bị trừ 10 đam tay chỉ còn 72 mà thôi. Ngộ không thì không biết vòng rừng đầu là như thế nào. Đang di chuyển vào để cướp rừng của đối phương ở tại bố xanh. Và vì top mid đẩy như thế này thì cướp thoải mái rồi. Kane đi rừng quá yếu ở những cấp độ đầu. Mặc dù ngộ không level 2 nhưng mà Kane cũng không dám đứng lại đánh nhau rồi. Các lane đều đẩy như thế này thì ngộ không cướp rừng thoải mái đấy bạn ơi. Hình như là ngộ không bị Kane cướp bùa đỏ hay sao anh em ạ. Thấy bùa xanh dưới chân của ngộ không, sau đó thì ngộ không đi vào không thấy bùa đỏ của mình đâu, chạy thẳng sang bùa xanh đối phương cướp lại bùa xanh. Hai rừng farm chiêu chiêu đầu trận ha. Sao Cho Mừng về lại khu vực đường trên, lúc này thì cấp độ 3 đã có rồi. Đánh tay vào cái xúc tu thì bộ đối phương đấm liên tục, mất 2 hit vào cái xúc tu nhưng vẫn có một tiếng đấm khá đau. Illaoi đã cắn cái bình đầu tiên rồi, e xịt đến từ Illaoi rồi. Một pha lao vào đến từ Illaoi nhưng mà Sao Cho Mừng cắn Quy nhầm vào lính ạ. À, yeah. Tấu hài rồi, hai tốt tấu hài rồi anh em ơi. Trời luôn, tao dựng cọc băng, ôi cái dựng cọc băng hơi fail rồi. Dựng cọc băng không có hất tung rồi anh em à. Quả đấy mà cọc băng hất ngược về và cắn thêm được cái Quy nữa là có thể solo kill luôn anh em nhé. Có thể solo kill tình huống sau luôn nhưng mà đối phương bắt đầu cắn bình lên rồi, máu Illaoi đang là khá nhiều ở cấp độ 4. Vừa rồi là những tình huống né Quy rất tốt tới từ Sao Cho Mừng, đánh tay. Một tình huống lao lên đánh tay, ép tốc biến nhưng lính đánh hơi nhiều. Con chăn đầu đã có cái nội tại hồi máu cũng tốt nhưng mà đang cầm kiếm Doran nên là phải đánh tay nhiều chứ nó không được hồi phục tốt như là khiên Doran. Còn Illaoi thì bấm 3 bình lên. Lúc này lượng máu Illaoi đang tốt hơn rất nhiều so với Sao Cho Mừng. Nhưng mà Sao Cho Mừng lời hơn spell nha. Càng thế nhờ. Lách Quy đối phương tốt, lát hit có cho mình tầm 200 máu đến từ Sao Cho Mừng. Bên kia là 380 máu. W vào đến từ vị trí của Illaoi và sau đó thì Sao Cho Mừng đang cố gắng dựng cọc băng lách được cái Quy đối phương nhưng sau đó thì má mày lên nằm cay thế nhở. Kìa, cái quả cọc băng hơi bị hay rồi đấy. Quả cọc băng là hơi bị trí luôn đấy anh em.
Nè, đánh tay này, lách lách cắn cái quy này, giật ra một nhịp này, dựng cọc băng và y lão y quy xịt ạ. Nhưng mà nó lên 50 anh em à, bỏ mẹ thế. Đánh tay một đòn 143, 135 máu. Và sau đó đối phương up level 5. Cay chưa? Đang solo level 4 rất căng, hất tung đối phương ra một cái. Và sau đó tự nhiên đối phương up lên level 5 ạ. Cày. Cày thì vờ lờ. Mà còn full 2 spell nhưng mà không ngờ đối phương lại có tình huống À, up sao mỗi level đấu trong 2 pha con vừa cháu rồi. thì không Đen là thì mười thôi sao rồi. nhưng mà tính sai để thấy Tốc hành ra đón lính cho ông ta. Không, quên này còn xe. cho Quên này còn xe anh em ơi. Mất luôn một nửa khiên trụ với tình huống tàn phá đúng hủy diệt cái tới từ Illaoi, và nó sẽ về TP lên lại khu đường trên thôi. tao thả phim mấy tiếng May là có con xe nó tank cho, mặc dù mất xe nhưng lại bù lại giữ được một tân lính khá to ở đây. Lần về nhà đầu tiên đóng hai trường kiếm luôn ha. Rất hổ báo luôn. Mặc dù vừa bị solo kill xong vẫn quyết định đóng sát thương đi lên. Đúng là xanh thì lên tank mà thọt thì lên đam anh em nhé. Lát hết dưới trụ ác luôn. Con trao đổi đam tay to lắm, có thêm cái quy nữa. Rồi, Illaoi có mặt ở đây đây rồi, còn hai spell đấm mình luôn bây giờ, mình thích làm sao đánh tay quy. Kích tốc hành từ nhà đến trường rồi, đối phương kéo e chúng còn cọc băng đến từ sao cho mọi người khỏi khỏi cần, khỏi cần, khỏi cần. Mày. Mày. Tiếp tục vào đầu. Tiếp tục vào đầu. Mua hai cái trường kiếm solo vừa thua ở tình huống trước đấy xong. Sau đó về đóng hai trường kiếm lên solo Onin chết luôn Illaoi anh em ạ. Chất tướng Illaoi là chất tướng mà nó đánh theo dạng là cấu rỉa thôi. Nó phải kéo e tầm hai đợt. Thì mấy thì Nó phải kéo à? e tầm hai đợt thì nó mới giết được con Trundle này, còn kéo một đợt chỉ dừng lại cấu rỉa thôi các bạn. À, vừa rồi Satchamon đã có một tiếng kích tốc hành Onin luôn từ nhà đến trường chết luôn. Level sau đã có kênh level 4 làm gì ở đây đây bạn? Cắn cho một quy này. Quy vào ạ. Rồi mày tới công chuyện rồi, bật chiêu cuối cắn mày luôn. Mày làm sao? Mày làm sao? Liên tục vào đầu anh em ơi. Ê, thôi 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 Illaoi lên là thôi thôi về 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 Leo về ăn về được về à? tay 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 tay. Cái chiêu cuối con Trundle này nó cũng là một cú chiêu cuối rất là lợi hại. Nó được dùng trước đây để counter những con tank. Nhưng pha vừa rồi dùng để sốc sát thương luôn và lấy thêm chỉ số chống chịu để băng trụ một cách đơn giản nhất, không cần đến tốc biến đi ra vì sức chống chịu là đủ. Nó vừa là hút máu vừa là hút chỉ số chống Chưa chịu ghi đối sai phương. thả một chữ tay à? Làm đối Xin phương chung có mềm ba, có hơn gì và sau sai đó đâu thì quên được phun rồi số nhịp mà. độ. Sai lầm của kia là đánh giá sai sức mạnh của con Trundle level 6 và sau đó thì bị solo kill ạ. Một tình huống Xin bán tao à? ăn được hai mà hạ gục Nên... cùng với rất nhiều tiền. Và sao cho vẫn quyết định mua hai Bảo mảnh của rằng để tam xu hợp. sai giang à? Xu sai giang thâu thái điểm Đó, điểm con này điểm mà đi đục quá. trụ thì thôi rồi. Ở bên Trung Quốc thì thực ra cũng có những người đánh con Trundle đi top theo dạng là đánh đi đẩy lẻ. Và đó chính là thanh niên E3 mà thanh niên đánh 100 Teemo các bạn. Thanh niên lâu lâu vẫn đánh kiểu như là Trundle với Sen đi top. Rồi mày e trượt mày thôi, mày tới công chuyện rồi. Bùa đỏ dưới chân đến từ vị trí của Satchamon. Ken búp cho cái bùa đỏ và Illaoi cúc rồi. Cúc chắc rồi. Một pha solo không cần chiêu cuối, mất chỉ Không nửa gì cây cả máu mà nhở. thôi. E xịt một phát thôi là chết luôn các bạn ơi, không nói nhiều. Đây là một con tướng rất khỏe các bạn nhé. Và những con kém cơ động khu đường trên như Illaoi mà bị dính cái cọc băng là lết không nổi. Cút luôn mà. Trừ khi Illaoi kéo E trúng dập chiêu cuối, sau đó thì đứng kế bên những cái xúc tu thì may ra. Còn quả vừa rồi kéo E xịt thì chiêu cuối cũng chết thôi. Và đây rồi tàn phá hủy diệt thủy kiếm cùng với những cú cắn quy. Để má Sương à, sương hai chỉ khiên số trụ sai ha. ra nhưng mà Sắp đủ tam hợp chưa nhỉ? Chưa. Đang đánh nhau canh dưới rồi, dừng đánh nhau canh dưới và đó là tình huống mà Vayne chết đổi mạng cùng với Kane ạ. Thấy bùa xanh đối phương vừa hồi sinh xong là vào bú luôn. À, con này thì ăn bùa xanh thì cũng nhanh thôi anh em. Cắn quy liên tục lấy đam để ăn bùa xanh. Tốc độ đánh với cái Vương quốc băng hàn là trên 1 chấm anh em nhé. Lượm con bùa xanh lại có thêm tí mana. Lượm thêm con cua lấy thêm tí máu ha. Cái nội tại con Trundle này nó hồi phục theo phần trăm máu tối đa của đối phương. Thế nên là trong một vài những cái trường hợp mà con Trundle này ăn những cái mục tiêu như là sứ giả hay là Baron ấy anh em ạ. Ăn xong một phát là nó hồi cục máu luôn. Lách nhẹ cái E của đối phương như pha này thì lại không còn cọc băng để đấm con Illaoi phía bên kia. Chiêu cuối đã có rồi.
là con tướng đi top vì nó hơi ù lì nên là nó dễ bị thả diều và nhiều người không muốn chơi nó lắm. Nhưng mà đánh với cái tốc hành giống như kiểu đánh Darius đấy các bạn thì vẫn ok. Dư tiền tam hợp rồi. Để xem pha này làm gì đây. Dựng cọc băng hết đường về. Tung chiêu cuối đối phương kéo e trúng. Và sau đó flash chạy mà thôi. Sao cho băng bị dừng đối phương tấn công. Giật ra một nhịp. Nhìn chỉ số chống chịu con Trundle đi anh em. Nó kích chiêu cuối lên nó đấm. Illaoi flash chạy. Kane lên cứu không nổi mà. Cũng phải chạy thôi. Một tình huống dừng lại ở pha lấy spell của đối phương và về nhà đóng tam hợp đến từ sau cho băng. Rồi tam hợp kiếm cùng với giày thường. Còn Kane bởi vì nó bị cướp mất bồ xanh nên là nó cũng khá là cay. Pha vừa rồi lên cánh trên chắc là Kane không thấy bồ xanh đâu thì thấy dưới chân con Trundle lại có cái bồ xanh nên kiếm cái nhẹ nhưng mà Illaoi yếu quá. Illaoi mất tốc biến còn chưa về không? Vẫn còn ở lại làm gì đây? Dướn cái gì ở đây đây? Dựng cọc băng lên đấm từ nhà đến trường này các bạn. Con này đúng là con mà đánh từ nhà đến trường luôn. Nó định nghĩa là từ nhà đến trường luôn đấy anh em. Dựng cọc băng lên cắn Q đánh tay bật W đánh tay hit and run từ nhà đến trường. Và nó phải đánh cái thế từ nhà đến trường nó mới giết được người ta anh em à. Rồi dựng cọc băng lên rồi đánh tay xong một tiếng Q thì cứ đánh tay thôi cắn Q thôi. Ôi. Dễ 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 các bạn ơi. Liên tục vào đầu. Rồi cái trụ đường trên này với cái tam hợp kiếm sẽ mất bao nhiêu khiên trụ đây? 4 khiên trụ rồi. Tập này thì Kane bị lộ đường dưới rồi anh em nhé. Kane bị lộ ở khu vực nửa dưới bản đồ rồi. Không có gì cản con Trundle của sao cho ăn trụ một tam bản đồ cả. Trụ trước xúc tu sau ha. Tam hợp kiếm cắn thêm Q. Tốc độ đánh với tam hợp cùng với Vương quốc băng hàn là 1.46. 1.4 tốc độ đánh. Quá lỗi, cánh dưới không biết đồng đội đánh nhau kiểu gì chết hết rồi. Hay quá. Đang test giao án đẩy lẻ thì tự nhiên đồng đội lại chết. Hay thật sự. Đồng đội mà thắng nữa thì con Trundle nó làm bố cái map này rồi. Ơi hạt thông nổ gì đây? Ê. Dạ ăn sứ giả trước hay ăn cua rồi nhỉ? Ờ quyết định ăn sứ giả rồi. Tam hợp kiếm búa tiến công đang là những thứ rất meta thời điểm này. Lại còn thêm con Trundle cầm thêm sứ giả nữa. Thôi thôi. Ác mộng thật sự, ác mộng dành cho công trình của đối phương. Trời ơi, 472 máu hồi lại sau khi ăn được sứ giả các bạn ơi. Nội tại Trundle hồi máu lại là cực kỳ nhiều để tiếp tục ở lại khu đường trên. Tầm này farm tới cái búa tiến công rồi về cũng được. Với lượng máu như thế này, tôi nghĩ là Illaoi đã quá yếu rồi. Khỏi cần phải về mất thời gian. Hello bạn. Farm rất chill ha. Chấp nguyên tân lính bật chiêu cuối gõ luôn hay như thế nào đây? Từ nhà đến trường. Hai level. Cắn Q lách E đối phương rồi. Khỏi cần chiêu cuối đây anh em ơi. Đã né được E thì khỏi cần chiêu cuối đây. Phun số nhịp độ liên tục vào đầu. 2 chấm tốc độ đánh các bạn ơi. 2.19 tốc độ đánh. Phun số nhịp độ cùng với tốc đánh từ Vương quốc Băng Hàn. Thả sứ giả ăn trụ top. 600 tiền đấy anh em ơi. Lượm 600 tiền xong là khỏe luôn rồi. Đóng giày 2 sau 4 tiến công luôn này. Rồi xong. 12 phút 72 trụ. Thậm chí dìu sứ giả tận trụ 3 luôn ạ. Tính làm gì đây? Nó phá trụ 3 luôn à? Bắt đầu đi đầy lẻ mà từ rất sớm anh em ơi. Illaoi bất lực. Có Kane thôi 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 thôi. Lách đứt của Kane. Và sau đó tung chiêu cuối gõ thằng Kane này luôn. Tung chiêu cuối vào Kane để dồn sát thương con Kane anh em nhá. Mặc dù chỉ số của Kane thì nó hơi cùi bắp nhưng mà giết thằng này lấy tiền anh em à. Nếu mà tung chiêu cuối vào Illaoi thì sợ không đủ đam để giết con Kane. Lấy đam chiêu cuối vào người đối phương sau đó thì lên bảng thôi. Cho Illaoi reset tiền đi. Sắt đao thành công sao cho mừng với 950 tiền. Nhưng mà sao cho mừng lại có mạng của rừng đối phương và có thêm cả trụ 3 nữa. 13 phút 73 trụ rồi. Đấy là chưa có búa tiến công nha các bạn. Mới chỉ có tam hợp thôi. Chưa búa tiến công mà đã đẩy đến đây rồi. Thế thì anh em đứng dưới đánh chiêu chiêu thôi nhá. Không cần phải làm gì đó màu mè đặc biệt đâu. À thì chết cũng được vậy. Chết cũng được. Để tôi gánh. Không có gì cả. Mua giày 2 là một cái giày thép gai và mua thêm cái nước mắt. Trời ơi. Mua thêm nước mắt để spam kỹ năng với E đúp Q. Spam đa phần là quý đúp thôi các bạn. Spam quý đúp để đẩy đường và phá trụ thôi. Là mua nước mắt ha. Cái trục trụ đường trên là nó không còn cái nào nữa rồi anh em ạ.
Để xem là con shadow đấy sẽ đánh nhà chính đối phương ở thời điểm nào đây. Last hit, ok, last hit mượt rồi. Quá khỏe tầm này, hai đồ này tôi nghĩ là cân 3 luôn đó, không phải cân 2 nữa. Cân 2 thì dễ rồi. Cái nội tại bố tiến công này nó cân 2 rất khỏe anh em nhé. À, trong team mà cứ tù tù như thế này thì anh em cứ mua bố tiến công với tam hợp đẩy lẻ là có thể gọi là tự quyết số phận thôi. Nếu mà mình đẩy lẻ dở mình thua thì đấy mình chấp nhận. Chứ còn trông chờ gì mấy ông đồng đội. Ê, cho xin cái bùa đỏ, cho xin cái bùa đỏ. Flash chạy ạ. Flash theo cắn quy làm chậm, kéo e trúng, sau đó thì sao đây, chiều cuối đấy bạn. Chiều cuối sớm đi. 300 tiền cộng thêm, ok chưa? Cộng 300 cho sao cho mừng. Illaoi thấy sao cho mừng quyết định chạy nhanh nhưng mà không kịp nữa rồi. Rất quyết đoán với việc tốc biến chạy nhưng mà căn bản là khi mà đã nhìn thấy nhau rồi là không còn chạy được nữa. Dựng cọc băng Flash đấm luôn. Ăn nhà lính sớm thì nó không ngon anh em ạ. Đẩy đến trụ 3 thì mặc dù đẩy rất sớm đấy nhưng mà nó chỉ là nhiều tiền thôi, chứ còn đẩy vào mega ăn mega sớm thì nó không ngon bởi vì nó sẽ mất cái đường farm của mình. Ê, Akali bắt bom khói đi đâu đây? Ế, dựng cọc băng, e chạy đệ, cắn quy đánh tay, bùa đỏ đánh tay. Nhịp độ 4 số, 6 số, lên bảng điểm số rất nhanh rồi, trổ cả thốn đừng hỏi. Gõ cả thế giới rồi, vừa cắn vừa gõ rồi. Bot đang rất nát rồi, Aphelios có trụ. Và Morgana ra đi, mid cũng bị solo kill các kiểu, sao cho mừng nói để tôi. Dăm ba cái trụ thì để tôi, dăm ba cái thằng Kane tầm này ra đúp đúp cái gì ở đây, tôi gõ cho bây giờ dựng cọc băng lên cắn luôn hay như nào đây. Đối phương chạy rồi. Và sau đó thì sao cho mừng sẽ làm gì nhỉ? Đánh tay cắn quy, đánh tay đánh tay, sau đó đối phương chiêu cuối gồng sẵn cái quy này, gồng sẵn cái quy, mày ra đây, mày ra đây, mày ra đây, mày ra đây, mày 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 ơ không được. Ê, kia nó bị lòi ra cái tường kìa anh em. mày đi. Ây à, trụ bắn hơi nhiều, trụ hai luôn anh em ơi. Một mình sao cho mừng ăn nó là 5 trụ rồi, một con chân đồ ăn 5 trụ cánh trên sau chỉ 16 phút. Và Akali lướt đai tên lửa cắt chiêu cuối các kiểu, sao cho mừng R kịp hay không, R hút máu lại và còn R2 từ từ Akali, R2 fail và sau đó thì bị cắn chết là cái chắc ở đây rồi. Mày đi. Trụ ba luôn không anh em nhở? Bot đang PK rất căng và đó là một tình huống mà sao cho mừng solo cặp mid dừng đối phương ăn trụ hai đứng giữa. Lên lượm thêm wave mid. Vách lúc này đang xuống đường dưới để hỗ trợ nhưng không biết là vách xuống đến nơi thì có ăn thua gì hay không. Có cái gì đây, cầm bố tiến công với phá trụ nó không cần lính à? Ôi mất máu hơi nhiều, tí nữa thì chết. Lượm luôn trụ mít không nhở? Lầu hay lầu ở kênh sắp ra rồi. Vách nãy giờ bị sao cho mừng kẹt mấy cái đường nên là xuống dưới bot vét ác ạ. Vét luôn cặp Yumi với cả Afe ạ. Thần kiếm Muramana cùng với một cái dìu mãng xà có lẽ sẽ là hai trang bị tiếp theo. Tạm thời thì nó là một cái kiếm Mana Moon cùng với một cái Tiamat. Ở đường trên cho Illaoi đẩy thoải mái đi. Thôi nha, về nha, đi chỗ khác nha. Về đây, về đi chỗ khác đi. Tôi có gì tôi ăn cái dàn trụ bot này cho. Nhìn ba cái trụ này không khác gì ba con rip anh em à. Cầm đồ này đẩy là đẩy tới luôn đấy. Bên kia muốn kéo người xuống shutdown và hạn chế khả năng đẩy lẻ của Sacha Mung thì chắc là phải kéo tầm 4 người cho đến 5 người xuống. Hoặc là muốn đánh với con chân đồ này phải có CC nhiều để thả diều anh em. Thôi đi chỗ khác đi Morgana, đi chỗ khác đi. Mất cái bùa tiến công của tôi bro. Đi tìm FF cái gì ngộ không chết, FF cái gì đấy. Đồng đội toàn 03, 04 hết rồi. À, Illaoi đứng chống nạnh ha, đứng chống nạnh ha, thật chiêu cuối tao gõ mày luôn, mày làm sao kéo e đi, chiêu cuối đi, rồi sao, mày liên tục vào đầu, liên tục vào đầu. Hút máu lại anh em ơi, hút máu lại. Kane lao vào, bị gõ cho ba gõ đi về, dựng cọc băng làm chậm đi bộ và cắn quy như đối phương. Ôi, hay ẩu, cắn quy, mày. Ô kìa, thôi. Ai à, không chết nhở? Nó sao không chết quả đấy nhở? Quả đấy cắn thế mà không chết à? Một máu anh em ơi, con kên một máu ạ. Đỏ đến thế là cùng. Quả đấy chết con kên được hồi máu nội tại chắc chắn là không chết. Một máu ạ. Phương kia này nữ đen đen kiểu gì anh em nhỉ? Cái pha solo ở đứng trên thì bị con Illaoi nó lên level. Đúng là con lính chết nó lên level, vừa rồi thì cắn quy xong một máu. What the fuck? Ở đấy mà có thêm một tí số của nước mắt nữ thần là nhiều khi là xong luôn rồi.
xong luôn trụ hai đường dưới đấy anh em. Có cảm giác chút 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 hỏi điện lưu ý điện chú mô tô có gì chuyên lãn à thanh như xin chuyên mô nhỏ ha. Tôi chú phá thay thuy lệ đồng đội đang team fight khu vực cánh trên thiếu sao cho bâng, không biết là kết quả nó như thế nào. Ê, bắt được vị trí của Akali kìa, ánh trăng dẫn lối súng hỏa ngục các kiểu tới từ Aphelios, nhưng mà may là team rút lui được chứ chết bất kỳ một ai. Thôi thì thực ra là tầm này team chết được, đừng có ff bốn thằng mình không cản được thôi. Bây giờ chỉ có bốn thằng cùng nhau ff thì không cản được thôi anh em ạ. Nó fit một hai mạng thì tôi nghĩ là không vấn đề, cứ cắm thẳng xuống dưới bot đẩy tiếp. Bên kia thì bây giờ ai xuống cản bây giờ? Bật chiêu cuối lên đấm vào Illaoi dưới trụ, dính full kỹ năng Illaoi luôn, không vấn đề anh em ạ. Dính R, dính E, dính cái gì cũng có thể win. Tầm này cấp độ 15 sắp 16 rồi, vẫn thiếu một tí kinh nghiệm để có cấp độ 16. Cấp 16 với chiêu cuối điểm cộng thứ 3 thì tôi nghĩ là cân 3 cân 4 vô tư. Trụ gõ kìa. Về farm dòng nguyên tố cùng với cua dưới ha. 1.600 tiền đang cầm trên người rồi. Như vậy là sao cho bằng mua gì mạng xà chứ không phải là đại mạng xà à? Rồi, solo dòng. Nói chung là cái gì cũng đến tay. Trụ có bao nhiêu cái, trụ ngoài là ăn hết rồi, ăn thêm được trụ bậc thềm, đường trên, trụ đường giữa thì ăn được một chấm máu, còn một chấm máu. Akali làm gì đấy bạn, còn R2 chạy đấy. Ôi nó cắt vào giữa đội hình luôn ạ, chấp nhận lên bảng đấy à. Mạng cho Sachamung rồi, cái gì cũng đến tay rồi, dòng xong thì bắt đầu PK với người rồi, double kill cho Sachamung dựng cọc băng lên. Liệu rằng có triple hay quát ra gì hay không, không có quát ra rồi. Liên tục vào đầu. Liên tục thực sự, triple kill ạ, oh my god. 20秒的时间. Đồng đội chết hết à? Hay thế nhờ. Last man standing à? Đây rồi. Công trình là của ông Tất. Ôi và ăn luôn hai triệu nhà chính à? Vãi. Thôi 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 cái gì đây? Vội thế, nhà có cỗ rồi. Hôm nay nhà có cỗ rồi anh em ơi. Dựng cộng băng không cho Yumi chương cuối, cắn thêm một trụ nữa và sau đó thì phá nhà hai hit. Ô không đủ, không được. Không đủ rồi. Ui sát thương flash chạy thôi anh em ơi. Game này ăn được 10 trụ rồi anh em nhé. Dựng cọc băng không cho đối phương e vào tường. Game này ăn được 10 trụ rồi anh em à. Trên bản đồ thì nó chỉ có tổng cộng là 11 trụ thôi. Thì ông ấy ăn hết 10 trụ rồi. Còn một trụ đường dưới hiện tại vẫn còn, nó là cái trụ 3. Akali làm gì ở đây nhỉ bạn nhỉ? Tôi đang ôm 3.000 mấy tiền nhưng mà ông làm gì ở đây đây? Vào đây. Giờ thiếu điều là con chăn đồ đi solo Baron thôi anh em ạ. Đi chỗ khác đi, đi chỗ khác đi ngộ không. Giờ thiếu điều là đi solo Baron thôi. Rồng đã ăn rồi, người PK cũng giết rồi, trụ cũng đã giết rồi. Rồi, từ nhà đến trường. Lại là từ nhà đến trường. Flash chạy cái gì ở đây, tôi còn cái tốc hành. Nếu cần tốc hành lên gõ luôn. Mày làm sao, mày làm sao, mày. Trời ơi, trời ơi. 2.6 tốc độ đánh à. 2.67 tốc độ đánh các bạn ơi. Ê, đối phương ra mid PK kìa. Đối phương ra mid PK và Sachamung có ý định lùi thẳng vào nhà chính đối phương để phá nhà. Afe làm gì đây? Afe làm gì đây? Tao dựng cọc băng tao phá nhà mày làm gì tao? tính làm gì thôi? Tính flash làm gì thôi? Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi cái giao án của Sachamung với con bài Trundle. Con tướng là King of Trolls. Con Trundle rất nhiều chỉ số ha, triple kill, ăn rất nhiều trụ, farm lính số 1, nhiều mạng số 1, cái gì, chỉ số gì tùm lum ở đây này anh em này. Hẹn gặp lại anh em vào những giao án khác và đừng quên lại nhấn like và subscribe để ủng hộ channel YouTube Văn Tùng nha. Đây là một giao án xem cho vui thôi, nó không phải là giao án để anh em áp dụng cho xem mạng đơn. Mặc dù vậy thì các bạn nếu thích thì vẫn có thể dùng được, nó vẫn là một giao án ổn. Chỉ là con bài này nó hơi lù đù thôi, pick vào mà đánh không hiệu quả, nhiều khi bị đồng đội chửi, lúc đấy là đổ thừa Văn Tùng nữa. Hẹn gặp lại anh em vào những giao án khác nha, bye bye.